Trời ơi, hàu này hàu nuôi chứ mấy bữa chị mua hàu nấu cháo, chị mua hàu 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 thiên nhiên á. Cái con nó nhỏ chứ nó không có bự như vậy nhưng mà nó chất lượng. Hello, chào mọi người đã quay lại kênh của mình. Bây giờ là khoảng 9 giờ sáng, mình và bé My sẽ chạy xe vào chợ Bình Châu. Tụi mình sẽ gửi xe ở đây để đi tham quan chợ. Bạn nào đã đi xuống nước nóng Bình Châu hoặc cắm trại ở biển Xuyên Mộc thì chắc cũng đi ngang qua chợ Bình Châu này. Ở đây gần biển nên đa số đồ hải sản ở đây khá tươi ngon. Mình sẽ đi tham quan một vòng chợ trước. Sau khi dạo một vòng chợ, mình ghé chị này để mua ghẹ. Có sao không? Một con 80.000. Mua không? Mua không con đây. Bịch này là 400.000, 2kg ghẹ, một con khoảng 4 ngón tay đó các bạn. Lấy đi 3kg hả? Lấy 3kg hào đi chị. Chị ơi, và ghé quầy ốc ở đây để mua thêm 3kg hào nữa. Hào ở đây thì 40.000 một ký. Cuối cùng là thêm con cá cam nữa. Thế là đủ bộ rồi các bạn ạ. Bây giờ thì về chuẩn bị nấu ăn thôi nào. Đây là khu nhà nghỉ của mình đang ở. Chị chủ nhà ở đây khá là dễ thương, chị còn giúp tụi mình làm cá nữa. Mua ghẹ mà lựa mấy con ghẹ cái mua nó vậy nè. Chứ đừng có mua ghẹ giống vậy mà ghẹ. Mà em đã lựa nè, em cũng đâu biết. Đực nó dở lắm, vậy cái nào mới ngon. Ở trên con bán con hàu tới 20.000 rồi. Trời ơi, hàu này hàu nuôi chứ mấy bữa chị mua hàu nấu cháo, chị mua hàu 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 thiên nhiên á. Cái con nó nhỏ chứ nó không có bự như vậy nhưng mà nó chất lượng. Nó cứ thiên nhiên. Là mấy bữa mua 140 một ký, nó cậy sẵn á. Giờ nấu cháo ngon. Con này hàu này hàu sữa hàu nuôi. Giờ thì làm gì có hàu thiên nhiên được. Thiên nhiên trừ ra con đi đập cho mấy quán nó bán thôi. Còn đây là anh Vinh, đồng nghiệp của mình. Anh đang khò lửa than để nướng hàu và cá. Hàu ở đây thì các bạn chỉ cần bỏ lên nướng, khi mà chín sẽ tự bung lớp vỏ ra là ăn được rồi. Ăn thử không? Ủa anh có ướp gì không mà anh mặn dữ hả? Không. Mua chắc nước biển á. Nước biển nào, cái này hào nuôi mà. Cái này hào nuôi. Biển đâu bự như vậy. Cái người mà ngồi nằm không chịu làm, tới lúc ăn thì dậy ăn. Mẹ đi mua rồi. Mẹ đợi, mua rồi. Ngồi chơi. Cứ láng láng ăn hả? Người ta chưa nếm xong luôn á. Chế giờ. Các bạn có thể ăn nướng chui như trên hoặc là thêm gia vị ăn kèm. Như tụi mình ở đây thì thêm một chén mỡ hành, bỏ thêm trứng gà, vậy đều và bỏ lên khi nào sôi là ăn được rồi. 20.000 con. Qua đi bốc không sáng không về số nha.
Có trứng nữa rồi. Có trứng nữa hả? Ờ. Chắc đâu đó. Con ghê hả? Ai chẳng ngang. Biết ăn một con là anh đã chẳng ngang. Con tính tiền bao nhiêu? Phải tính như ở trên nhà hàng á. Ở quán ăn thôi chứ. Cộng giá. Nó làm cái loại mới. Tính mấy chục ngàn con. Nó lạ rồi. Mấy chục ngàn con. Đã. Chào tạm biệt mọi người. Nhớ bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều clip khám phá của tụi mình nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.